chú mèo con Katie rất thích chơi đùa Kitten là chú mèo con một ngày nọ thì con sâu bướm Cory hiện ra từ cái lỗ nhỏ ở trên tường trong lúc Katie đang chơi trong phòng khách động từ emerge có nghĩa là hiện ra xuất hiện nổi lên và Katie hét lên là Này, cậu có muốn chơi với tớ không? Và Corey thì miễn cưỡng nói rằng Tớ không muốn chơi với cậu Vì tớ có một số những cái Điều trở ngại, điều bất tiện Reluctant là miễn cưỡng Handicap Nghĩa là điều điều cản trở, điều trở ngại Cơ thể của tớ rất là mỏng manh Delicate Tức là mỏng manh còn móng vuốt của cậu thì lại sắc như là những cái móc, những cái lưỡi dao claw claw có nghĩa là móng vuốt sharp là sắc hook là những cái móc hoặc đôi khi người ta dịch nó là một cái lưỡi của con dao nhưng thường là những con dao quắm hoặc gọi là lưỡi liềm có thể cậu sẽ cắt vào tớ ngoài ra thì tớ cũng không có xương Thậm chí là không có cái xương sống luôn Cậu có thể dễ dàng làm đau tớ Plus có nghĩa là hơn thế nữa, thêm vào đó Spine là xương sống Katie nói là tớ thề là tớ sẽ không làm đau cậu đâu Swear là thề Không, tớ không muốn chơi đâu Con sâu bướm nói như vậy Và nó nhảy khỏi bức tường Nhưng Katie lại đuổi theo nó Hop là nhảy. Pursue. Động từ pursue có nghĩa là đuổi theo. Ở trong tiếng Anh Anh thì chúng ta đọc là pursue. Còn tiếng Anh Mỹ đọc là pursue. Curry chạy vào trong bếp và chui vào trong cái chạn bát. Cupboard là cái chạn bát. Tuy nhiên Katie thì đuổi theo ngay ở phía sau. Closely. Tức là rất là sát. Ấy. Ngay. Ấy. Behind là phía sau. KD làm đổ các cái vật dụng xuống sàn nhà. knock tức là va làm, làm đổ đấy. Appliances có nghĩa là những cái dụng cụ. những cái đĩa thì rơi vào trong cái uh, chậu rửa bát và vỡ ở trong cái chậu đó. Basin có nghĩa là cái chậu. sau đó nó chạy vào trong phòng ngủ một số cái đồ quần áo cần được giặt là đang ở trên sàn nhà và Corey nấp ở bên dưới một cái áo sơ mi nhưng Katie cũng nhìn thấy nó laundry có nghĩa là đồ giặt là nó nhảy lên trên cái áo sơ mi đó những cái móng vuốt của nó để lại những cái vết bẩn ở trên uh, vải áo và xé toạc cái uh, ống tay áo thành nhiều mảnh stain có nghĩa là vết bẩn cloth là vải rip là xé toạc sleeve có nghĩa là ống tay áo strip là mảnh tuy nhiên Corey đã trốn thoát được escape là trốn thoát nó tận dụng một cái kẽ nứt nhỏ ở trên sàn nhà để ẩn náu utilize utilize có nghĩa là tận dụng, crack là vết nứt. Tuy nhiên là Katie vẫn nhìn thấy nó và Kady nói là giờ thì cậu bị mắc kẹt rồi nhé. To be trapped gọi là bị mắc kẹt. Cory cố gắng để tránh cái móng vuốt của Katie Avoid là tránh. Nó cố gắng di chuyển cái người của nó à, càng sâu vào bên trong cái lỗ càng tốt và nó không biết làm cách nào để chui ra khỏi được cái lỗ đó. Ngay sau đó thì người chủ của Katie trở về nhà. Owner là người chủ. Và chủ con mèo này nhìn thấy rằng ngôi nhà rất là bừa bộn. A mess là đống bừa bộn. Cô bé là đi lấy một cái chổi và quăng nó về phía Katie. Broom là cái chổi, swung là quá khứ của swing. Swing có nghĩa là đu đưa, nhưng ở đây thì mình dịch là quăng. Và cô bé đuổi Katie ra khỏi nhà. Cory đã an toàn và Katie thì bị cho ở bên ngoài bởi vì nó đã không nghe lời của người khác. Chúng ta có từ wishes ở đây tạm dịch là lời.